nhận định bóng đá Hà Lan vs Ecuador, 23 giờ 0 phút ngày 25 tháng 11, sẽ lưới Ecuador. Cập nhật tỷ lệ kèo, nhận định kèo trận đấu thuộc vòng bảng World Cup 2022 giữa Hà Lan vs Ecuador diễn ra lúc 23 giờ 0 phút ngày 25 tháng 11. Ecuador đã giữ sạch lưới cả 7 trận gần đây, một thành tích ấn tượng. Nhưng Hà Lan có đủ tiềm lực để xuyên thủng hàng phòng ngự của đại diện Nam Mỹ chắc chắn sẽ là một trận cầu hấp dẫn giữa hai đội cùng thắng ở lượt trận đầu bảng A. Hà Lan của Luis van Gaal đã cho thấy bản lĩnh của một ông lớn ở chiến thắng trước Senegal, 2-0. Ecuador thì chứng tỏ họ là một tập thể giàu kỷ luật, sức mạnh và không thiếu bùng nổ. Đội quân của huấn luyện viên Gustavo Alfaro đáng lẽ phải thắng Qatar, 2-0, đậm hơn nếu tận dụng triệt để các cơ hội ghi bàn. Điều ấn tượng về Ecuador là sự ổn định thể hiện trong thành tích 8 trận liền bất bại và 7 trận liên tiếp không phải nhận bàn thua. Nhưng cần nhận ra, Ecuador đã bảo toàn mạnh lưới trước những Qatar, Iraq, Nhật Bản, Saudi Arabia, Kết Vết, Mexico, Nigeria. Không ai ở cùng đẳng cấp với Hà Lan đối thủ phía trước của Ecuador. Sẽ là một thử thách cực đại cho Ecuador giống như khi họ chạm trán Argentina, Brazil hồi đầu năm. Ecuador đã thủng lưới cả hai trận này. Đại diện Nam Mỹ còn gặp vấn đề về lực lượng. Cả hai hậu vệ cánh Angelo Preciado, đùi phải, và Pervis Esupin, đầu gối trái, đều dính chấn thương. Họ vẫn kịp trở lại trước Hà Lan nhưng có đạt phong độ đảm bảo hay không lại là dấu hỏi. Cần biết Esupin và Preciado đều đóng vai trò tối quan trọng trong lối chơi của Ecuador. Hệ thống của Ecuador có thể đổ vỡ trước Hà Lan nếu cặp hậu vệ cánh này chơi dưới sức. Đáng lo nhất là tình hình sức khỏe của chân sút chủ lực N Valencia. Tiền đạo từng lập cú đúc vào lưới Qatar bị bong gân đầu gối trái sau nhưng pha vào bóng thô bạo của cầu thủ chủ nhà. Valencia đang chạy đua với thời gian để kịp ra sân trước Hà Lan. Ecuador cần sự có mặt trên sân của tay săn bàn số 1 trong lịch sử đội bóng, 37 bàn 175 trận nhưng phong độ của Valencia cũng là một dấu hỏi. Đội bóng của huấn luyện viên Gustavo Alfaro đang phải trả cái giá đắt sau chiến thắng ở trận khai mạc. Trong khi đó, Hà Lan vẫn đầy đủ binh hùng tướng mạnh chưa kể Memphis Depay đã đủ thể lực để đá chính. Nhưng với Luis Van Gaal, đội bóng của ông không dựa quá nhiều vào một cá nhân nào. Kể từ khi trở lại dẫn dắt đội tuyển Hà Lan vào tháng 8 năm 2021, Van Ga An chủ trương xây dựng một tập thể giàu tính đồng đội, có sức bật tuổi trẻ và một lối chơi đề cao tính linh hoạt. Van Ga An đang làm rất tốt khi thắng 75% số trận trong nhiệm kỳ 3 với đội tuyển Hà Lan, 12, 16, cao nhất trong các đời huấn luyện viên của Hà Lan từ trước tới nay, chỉ tính những huấn luyện viên cầm tối thiểu 10 trận. Xem Hà Lan đá tại World Cup năm nay, khó thấy được truyền thống tấn công hấp dẫn của cơn lốc màu da cam. Đội bóng của Van Gaal vẫn còn thiếu một chút bùng nổ, một chút sắc bén và thiếu cả những cá nhân biết xoay chuyển cục diện. Nhưng Hà Lan phiên bản 2022 có sự lì lợm của một đội bóng tìm kiếm chiến thắng đến những giây phút cuối cùng. Họ có thể cầm bóng ít hơn Senegal, truyền bóng ít hơn Senegal nhưng lại biết cụ thể hóa những cơ hội hiếm hoi vào những thời điểm nhạy cảm của trận đấu. Đây không phải Hà Lan từng xếp hạng 3 tại World Cup 2014 bằng sự bùng nổ của thế hệ vạn Robben, Van Persie. Nhưng đây vẫn là Hà Lan của Louis van Gaal khối óc bậc thầy trong việc thiết lập một đội bóng chiến thắng, với trục dọc Van Dijk, De Jong, Gakpo, Depay ngày càng nhường nhuyễn và ổn định. Ecuador chưa phải đối thủ có thể làm khó Hà Lan. Đội bóng áo da cam cũng sẽ không dừng lại ở vòng bảng. Thêm một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Van Gaal mở toàn cánh cửa vào vòng 1 phần 8. Thông tin đáng chú ý Hà Lan vs Ecuador Hà Lan đang có chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp. 4 trận gần đây họ toàn thắng. Ecuador bất bại 8 trận gần nhất. Hà Lan giữ sạch lưới ở cả 3 trận gần nhất. Ecuador không nhận bàn thua nào ở 7 trận gần nhất. 8 trận gần nhất của Ecuador có dưới 3 bàn ba trận gần nhất của Hà Lan có tối đa hai bàn. Kèo đặc biệt. Tối đa hai bàn. Cả ba trận gần đây của Hà Lan đều kết thúc với tổng số bàn thắng tối đa hai bàn. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong cả 8 trận gần đây của Ecuador. Nếu quy luật ít bàn thắng này tái diễn ở trận Hà Lan, Ecuador thì cũng không phải điều đáng ngạc nhiên. Kèo tài xỉu trận này là 2 một phần 4 và người hâm mộ có thể chờ đợi một trận cầu quyết liệt nhưng ít bàn thắng. Nếu như Hà Lan chưa thể hiện được hết tiềm lực tấn công của họ thì Ecuador đã chứng tỏ là một tập thể kỷ luật và giàu sức mạnh. Cả hai đều đã có 3 điểm và trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi đầu bảng, Hà Lan cũng như Ecuador sẽ đề cao tính thận trọng, chặt chẽ. Bongdapun dự đoán kết quả trận Hà Lan vs Ecuador 2-0.